Rồi, xin chào tất cả các anh em. Thì ngày hôm nay mình lại đi ship hàng cho anh em cho phần nhật ký ship hàng. Con xe mình đang chất đầy hàng luôn nè. Thì đó là tất cả hàng hóa anh em mua trên Shopee. Thì mình nhắc lại một lần nữa rằng tất cả các hàng hóa bên BookCopy, kể cả cá, đều có bán trên Shopee. Và cái loại cá nào mà anh em thấy, hồi tháo của Trang nói chuyện đi, mệt quá. Các loại cá nào mà anh em muốn mua cho Shopee á, thì những video up thì mình luôn up các loại mới nhất. Thì anh em đặt vào lúc đó thì mình sẽ bắt cái những loại đó mình ship cho anh em luôn. Đó, chứ thường thì một số loại nó giống nhau quá thì mình không up dead clip được. Thì nói chung là cá mình cùng một nguồn nên nó tương đương nhau à. Anh em nào thắc mắc quá trình mua cá trên Shopee thì mình sẽ nhắc lại là cái thời gian giao nhận thì mình không phải là người kiểm soát được cái thời gian giao nhận đó, dù mình rất muốn, nhưng mà tùy những đơn vị vận chuyển khác nhau thì cái thời gian giao nhận nó khác nhau. Anh em muốn biết chính xác thì anh em liên hệ trực tiếp tổng đài trên vận chuyển á, thì nó dễ dàng hơn cho cả mình và cả anh em. Thì trên đó họ thì ưu tiên cung cấp cái thông tin cho người mua. Mình là người bán cho nên đôi khi một số thông tin nó giữ bí mật, nó sẽ không cung cấp được cho mình. Thì anh em dùng cái số điện thoại mà anh em đặt hàng á, anh em gọi lên bưu cục thì họ sẽ tra ra một cách dễ dàng hơn, nhanh hơn so với mình. Rồi, nhắc lại một số điều nữa. Mua cá cho Shopee thì hiện tại bên mình sẽ không tiến hành bảo hành trong quá trình vận chuyển. Nhưng ưu thế mua cho Shopee là anh em sẽ được ship code, ship đến tận nơi và anh thu tiền của anh em, chứ không cần chuyển khoản trước. Mua cho Shopee ưu thế nữa là anh em mua một cặp thì bên mình vẫn ship bình thường. Mua cho Shopee một cái ưu thế nữa rằng giá một số loại sẽ được rẻ hơn so với giá khuyến mãi tại shop luôn. Bình thường mình ưa chạy những chương trình khuyến mãi combo 2 cặp, combo 3 cặp gì đó, thì trên Shopee giá sẽ cố định luôn. Giá cố định một số loại nó sẽ mềm hơn giá khuyến mãi luôn. Bởi vì sao? Bởi vì cá trên quá trình vận chuyển nó sẽ không có bảo hành cho anh em, cho nên cái giá đao xuống để cũng như là phần hỗ trợ lỡ như có sự cố thiệt hại xảy ra. Mình nhắc lại một lần nữa rằng nếu như anh em mua cá trên Shopee thì vui lòng giúp mình mua thêm một cái thùng xốp, trong phần sản phẩm mà mua thêm một cái thùng xốp để hỗ trợ trong quá trình vận chuyển thì nó rất là tốt. Nó sẽ giảm đi cái thiệt hại chúng ta rất là nhiều. Thực sự thì cá đi trong quá trình mình vận chuyển đi Mỹ á, thì nó đi cả khoảng hơn một tuần, có nhiều đơn nó bị trục trặc đi hơn một tuần thì phải quá cảnh ở Thái Lan, thì cá vẫn sống bình thường và đến tay người nhận thôi. Thì trong quá trình vận chuyển trong nước á, thì thời gian khoảng 3-4 ngày là bình thường, cho nên anh em đừng có lo quá. Thì một lần nữa mình nhắc là những cái đơn hàng cá thì thứ bảy chủ nhật mình sẽ không ship, do thứ bảy chủ nhật sẽ có một số đơn vị vận chuyển họ không làm việc, họ không luân chuyển hàng hóa vào thứ bảy chủ nhật, cho nên mình sẽ vận chuyển vào đầu tuần, thì cái con đường đi nó sẽ rút ngắn gọn hơn. Để mất công mình ship đi á, nó phải để đó lỡ bị nóng gì đó thì rất là thiệt hại. Rồi, thêm nhắc một lần nữa rằng anh nhớ mua thùng xốp giúp mình. Và anh em mua cá trên Shopee thì anh em thông cảm giúp mình là những cái đơn cận cuối tuần á, mình sẽ không ship được. Nên anh em đừng có hối mình quá, hàng hóa thì ngày nào mình cũng đóng thôi. Cho nên mình sẽ lựa những cái nào mà trong tuyến có thể đi nhanh được á, mình đóng cho anh em. Chứ nếu mà mình đóng sớm đóng vội gửi với nhà vận chuyển nhưng mà nó đi lâu thì cũng như vậy à. Đây, hàng thì ngày nào mình cũng đóng, anh em xem. Đây, mình có một bao hàng ở đây. Trời, nặng quá. Bao hàng ở đây, đó, một bao hàng bên kia nữa. Thì mình luôn cố gắng vận chuyển nhanh nhất cho anh em, mình đi mình ship luôn. Tự mình chở đến chỗ quá trình đến cái văn phòng giao hàng luôn, chứ không có đợi xe anh lấy. Tại vì sao không đợi xe anh lấy thì nhiều khi nó shipper á, họ chạy lòng vòng họ lấy hàng nhiều nơi, mất công hư hại hàng của mình. Mình tự trực tiếp mình đưa đi đó,
Ở đây hàng đây. Đây là chiếc Boxy Bike phiên bản trắng. Ê. Rồi thôi lên đường. Đó, mình nhắc lại thì đường link, nếu như anh em nào chưa biết hướng cách mua cá thế nào thì sẽ có cái đường link hướng dẫn ở phía dưới. Anh em xem qua video clip đó thì sẽ hiểu sơ sơ cái quá trình mua hàng ở Shopee. Hiện tại cá Shopee hay cá đại shop thì cũng là một loại thôi. Còn tất cả các phụ kiện bên Shopee thì luôn đăng đầy đủ trên đó. Giá một số cái thì đây chạy chương trình khuyến mãi cho nên em đừng có thắc mắc tại sao giá đại shop một số thứ lại cao hơn. Tại vì trên Shopee được chương trình khuyến mãi. Đây, mình đang sắp tới chỗ giao hàng rồi đó, hàng chất đầy người luôn anh em. Trời, mình kẹp giữa bánh mì kẹp thịt. Thì nhân đây mình cũng nói một số cái cho anh em mà chỗ đường dẫn qua kìa quá. Cho một số anh em mà hiểu thêm về mình. Thì thường thì anh em ưa trách rằng mình không check inbox, không trả lời tin nhắn hoặc là xem thường khách trả lời gọi điện thì trả lời cách kiểu như anh em nói mình gọi điện thì mình nói không có đầu đuôi gì đó. Thì thật sự là mình thường phải là đi giao hàng lắm, thật sự thì vừa chạy xe vừa nói chuyện thì mình cứ nói cái nào ngắn gọn nhất, kiểu như nhắn qua Zalo đi tí gì trả lời cho, rồi mình cúp máy gì nọ. Thì nói chung là mình đang chạy xe cho nên một số thứ mình không thể nào nói hoàn chỉnh được. Nói chung cũng không được sung sướng về như người ta ngồi ở nhà bấm điện thoại check tin nhắn đâu anh em ơi. Rồi anh em nào hiểu thông cảm được mình thì thông cảm, không thì thôi chứ sao giờ. Thì tính chất công việc của mình là nói như vậy. Đó, một ngày làm việc đó đóng mấy cái này nói chung thật sự anh em cũng tốn rất là nhiều thời gian chứ không phải là tự nhiên nó vô hợp sẵn như vậy đâu. Đá rồi phân nền rồi các thứ rồi nó nhiều thứ nó khó khăn lắm anh em à. Như mình mua một cái vợt, một ký đá đi anh em đóng vô một cái thùng rất là khó chứ không phải là dễ đâu. Rất là nhiều thứ. Chưa kể là việc khách hàng lẻ đến tại shop nữa. Đó, cho nên đôi khi mình trả lời tin nhắn không có được hết. Nhiều khi làm việc nhiều quá mệt, cả một ngày không cầm đến cái điện thoại để trả lời tin nhắn được luôn. Rồi anh em thì nhiều người họ không biết thì họ lại nghĩ rằng mình không trả lời tin nhắn mà mình xem thường khách hay gì nọ. Thì nói chung thì làm cái gì nó cũng có cái khó của nó thôi. Anh em nào hiểu được cảm thông cho mình thì mình cảm ơn. Chứ thật sự mình không có được sung sướng mà mình ngồi mình cầm điện thoại mình trả lời tin nhắn được thì nó quá sướng quá tốt rồi. Đó, hiện tại thì mình phải còn làm rất là nhiều việc khác nữa. Cho nên anh em nào mà hiểu được thì mình cảm ơn rất là nhiều. Nhân video này mình nói vậy thôi. Như mất công anh em nói mình lên khóc lóc hoài. Thì đó, công việc của mình đó đâu có sung sướng gì đâu. Mình phải chạy cả ngày trời, mùa này gần tới mùa mưa nữa. Anh em thấy trời nè, vừa mới mưa xong đó. Nhiều khi đi ngoài đường trời mưa anh em gọi điện mình cũng cố gắng bắt máy. Thì mình cứ báo rằng anh em cứ nhắn trên Zalo đi, hoặc tìm kiếm thông tin gì trên YouTube đó, mình báo giá hết trên đó rồi. Đúng ngày sự kiện khuyến mãi hay đợt khuyến mãi đó thì giá sẽ tốt như video mình báo vậy thôi. Thì nói chung mình sẽ cố gắng làm hết sức thôi. Anh em nào mà làm việc với mình rồi thì dễ, nó dễ đó. Khó một cái là mình không thể online nhiều được, còn rất là nhiều việc mình phải làm. Nói chung bán buôn là phải chịu anh em à. Nếu mà hồi xưa mình bán ở nhà nhiều thời gian lắm, nhưng mà ra ngoài rồi còn nhiều thứ phải làm, quán xá đồ này nọ làm suốt à, chứ không có rảnh mà thời gian được ngồi nhắn tin vui vui thì dễ rồi. Hồi mưa nhiều hộp rồi, thôi mình tranh thủ đi xếp nha anh em. Bây giờ mình phải làm thêm một chuyến nữa rồi. Đây, tiếp tục đi. Rồi. Nói chung này hàng lúc nào cũng đóng anh em ơi, nhiều việc nhiều hàng lắm. Giờ đi tiếp.
tối quê luôn. Rồi thì là xong chuyến thứ hai rồi anh em à. Hàng nó vơi bớt rồi thì đó, hôm nay giờ mình không có đóng cá luôn anh em, là chưa kiện cá đâu, tại hôm nay là chủ nhật. Hôm nay là chủ nhật cho nên không có đóng kiện hàng cá, mình đã chạy không kịp thở luôn, cho nên đôi khi những cái tin nhắn Zalo, những cái tin nhắn trên fanpage mình trả lời không hết hoặc trả lời vội lắm. Nhiều khi anh em lại nói mình sao ta, cọc cằn thô lỗ, hay là nói mình xem thường hay gì đó, thì thật sự không có. Nhưng mình cố gắng trả lời ngắn gọn, nhanh gọn để mình làm một việc nào khác. Thật sự nhiều khi mình đang nhắn tin với anh em là mình đâu phải đang làm cái việc khác nữa rồi, nên đôi khi cái tin nhắn khác lại trôi lên, nó đẩy tin nhắn cũ xuống rồi mình cũng không nhớ luôn. Thì đó, nói chung mình cố gắng làm những gì có thể mình làm thôi. Hiện tại rất là nhiều việc, hôm nay không đóng hàng cá luôn á, thì đến lúc mà mình up cái video lên cho anh em chắc cũng khoảng 9 giờ mấy, nếu sớm thì 8 giờ mấy, hiện tại đang là 8 rưỡi rồi. Chắc mình cũng ngưng video ở đây thì để cho nó loát video, cho nên giá cả trên video mình đã cố gắng thông báo đầy đủ nhất cho anh em rồi. Anh em nghe được giá như thế nào, từng loại mình có quay cho anh em xem. Nói chung đôi khi mình cũng không ăn đủ bữa nữa. Thì công việc cố gắng làm sao thì làm vậy thôi. Nói chung là cũng không có sướng gì đâu anh em à. Chẳng qua mình thích thì mình mới tiếp tục làm được tiếp thôi. Nhiều khi quá trình anh em biết đó, thì cái hàng hóa này á, phụ kiện này á, nó không có lờ lãi bao nhiêu cả. Tốn rất là nhiều thứ. Đôi khi hàng mà đôi khi nó lỗi nhẹ nhẹ, một số anh em người ta cũng khó tính, người ta cũng không nhận, mình cũng không trách họ được. Nhưng mà lỗi nhà sản xuất này nọ thì mình cũng đâu có biết, chỉ biết nhận hàng lại thôi, trả tiền lại. Đôi khi cái họ gửi về cho mình lại là không khóc hay thiếu một cái món gì đó nữa, thôi rất là khó. Rồi thôi giờ mình kết thúc video đây, về nhà luôn. Rồi cảm ơn anh em nha, nếu như mà anh em thấy thích hay là gì đó thì có thể like, subscribe kênh của mình. Sắp tới mình cũng sẽ ra một cái kênh mới về vấn đề quay về cuộc sống mình nhiều hơn, để mình cũng thích làm để mình lưu trữ lại kỷ niệm. Rồi xin chào anh em, anh em đang có thể ủng hộ cá hoặc là phụ kiện bên shop của mình thì đường link phía dưới mình để dưới đó. Tối quán mình luôn rồi, đây sắp tối quán mình rồi, đây bút quyền cũng là đây em. Hay ha, đi thôi, chào mọi người.